chào quý khách hàng và chào mừng mọi người đã trở lại với chuyên mục kiến thức hữu ích về đèn năng lượng mặt trời của công ty Xenon Solarlight. Và như trong cái video lần trước thì Vi đã nói là trong cái video sau, tức là video ngày hôm nay, thì Vi sẽ nhờ anh kỹ thuật tìm hiểu cái cách tính toán làm sao ra được công suất thực của một chiếc đèn năng lượng mặt trời là bao nhiêu. Thì hiện tại là trên thị trường vẫn chưa có một cái thiết bị nào có thể đo được chính xác công suất của một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Do đó là Vi đã nhờ anh kỹ thuật tìm hiểu giúp Vi về cái vấn đề này để hôm nay chia sẻ đến mọi người. Do đó nếu như mọi người quan tâm về cách tính toán làm sao ra được công suất thực của một chiếc đèn năng lượng mặt trời, cũng như là nguyên lý hoạt động của một chiếc đèn năng lượng mặt trời thực sự như thế nào, thì mọi người hãy theo dõi tiếp video này nha. Đâu đang sửa đèn hả? Đang sửa nè. Anh ơi, em nhờ anh tìm cách tính giùm em cái công suất của cái đèn, tính làm sao ra được cái công suất thực của cái đèn năng lượng mặt trời á. Không biết là anh đã giúp em tìm hiểu chưa? Nói chung là anh cũng đã tìm hiểu rồi, nhưng mà thứ nhất là ở trên thị trường Việt Nam hiện tại á, là không có cái thiết bị và những linh kiện nào có thể đo được công suất của đèn năng lượng mặt trời hết. Nhưng mà mình có một cái tính rất là đơn giản, là mình dựa vào những thông số kỹ thuật của nó để mình tính được cái công suất thực của nó. Anh cho em cái ví dụ này đơn giản dễ hiểu nè. Thứ nhất là mình có một cái đèn đi, trên đó là dung lượng pin nó là 40.000 mAh. Pin này tính bằng dung lượng là mA, mình sẽ đổi sang là ampere, mình đổi sang là được 40 ampere, và cái điện pin đầu ra của nó là 3V2. Thì em lấy 40 đó, em nhân cho 3V2 thì nó ra là được 128W. Đó là cái công suất tổng mà thực của nó. Nếu như cái đèn anh vừa tính là 128W đó, thì cái công suất thực hoạt động của nó là bao nhiêu anh? Công suất thực hoạt động của nó là tính như vậy. Thường á, những cái đèn đó em sử dụng khoảng được ví dụ là 10 tiếng đi, thì em lấy 128W công suất tổng đó, em chia cho 10 thì nó ra là 12.8W. Nghĩa là 1 giờ nó sẽ sáng được 12.8W. Đó là công suất thực mỗi giờ của nó. Cái chiếc đèn anh vừa ví dụ đó thì cái công suất thực của nó chỉ có 12.8W thôi à? Chung là cũng không hẳn vậy em. Thì nó có thể sáng hơn cái công suất của nó. Sáng hơn công suất đó. Anh có thể giải thích rõ hơn một tí để mọi người có thể hiểu được không? Có nghĩa là như vậy. Những cái đó thì mình phải nói chuyên sâu hơn về nguyên lý hoạt động của nó. Ví dụ như giờ những cái đèn nó sẽ được cài đặt cái chế độ là giảm nhiệt độ sáng theo thời gian. Có nghĩa là những cái cục này nè sẽ được cài đặt sẵn chế độ giảm nhiệt độ sáng theo thời gian. Hoặc là những cái bô mạch, anh sẽ chơi một cái bô mạch đây, hoặc là những cái bô mạch như thế này, nó được cài đặt sẵn cái chế độ nhiệt độ sáng thời gian để mục đích chính là dành được tiết kiệm được năng lượng, thứ hai là kéo dài được cái thời gian hoạt động của nó ra. Anh sẽ kể cho em nghe một số cái chế độ thiết lập, như là thứ nhất đi, là trong một giờ đầu nó sáng với công suất là 100%, sau mỗi một giờ nó sẽ giảm xuống đi là 10%. Thứ hai nữa là, hoặc là 4 giờ đầu nó sáng với công suất là 100%, sau 4 giờ tiếp theo nó sẽ sáng với công suất chỉ còn 10% thôi. Thứ ba nữa là 1 giờ đầu nó sáng với công suất là 100% nữa. Sau đó sau hết 1 giờ đầu nó sẽ xuống còn được 20%. Và khi mà nó sáng thì cần sáng á, nó sẽ sáng lên là tới 50%. Còn thứ hai là nó tích những cái con cảm biến vật thể. Có nghĩa là khi mà cái đèn nó sáng á, nó sáng bình thường mà không có vật thể đi ngang á, thì nó sẽ sáng với chừng 30% thôi. Khi mà có người hoặc là những cái xe cộ chạy ngang, nó sẽ sáng lên tới là 100% công suất của nó. Rất là nhiều. Mục đích của nó chính cũng chỉ là cái việc thời gian sáng, hoặc là tăng tiết kiệm điện năng lượng cho cái đèn ha. Thực chất những cái đèn 100W á, nó chỉ sáng được khoảng 20W so với cái đèn điện 220 thôi, hoặc là chỉ 10W thôi. Đa phần thì những cái đèn nó sáng chỉ từ 10-20% so với những cái đèn điện 220 thôi. Em lưu ý là anh nói đây là nghĩa là những cái đèn năng lượng mặt trời phổ biến trên thị trường đa số được sử dụng rộng rãi thì nó sáng với 10-20, nhưng mà một số cái đèn nó sẽ sáng đúng với cái thông số ghi trên cái vỏ của nó. Nếu như mà theo như anh giải thích từ nãy đến giờ á, thì nếu mà mình lựa chọn những cái chiếc đèn năng lượng mặt trời này để chiếu sáng á, thì cái ánh sáng của nó có phù hợp không anh? Thường á, như vậy là những cái đèn lưng mặt trời á, nó sẽ được lắp ở những vùng quê hoặc là gọi sáng đường đi hay sân vườn gì đó, chứ nó ít được sử dụng trong cái sản xuất công nghiệp hoặc là nhà xưởng hoặc là những cái công ty lớn hoặc là những cái không gian lớn mà cần ánh sáng nhiều á, thì nó không phù hợp. Nhưng mà cái đèn sáng từ 10-20W này nè, lắp ở những vùng quê này không có điện hoặc là
đường đi sân vườn thì nó rất là lý tưởng em. Thì với lại bây giờ ta xài công nghệ chip LED, thì cái công nghệ chip LED này á nó rất là sáng, như thường 10 tới 20W của đèn lồng trời á, nó đã sáng tương đương với cái bóng đèn sợi tóc truyền thống rồi, sáng hơn có khi là hơn nữa. Cảm ơn anh, hôm nay đã có rất là nhiều những cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý khách hàng. Thì thông qua cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ thì hẳn là mọi người đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động cũng như là về công suất thực của một chiếc đèn năng lượng mặt trời là như thế nào rồi, đúng không ạ? Và nếu như mọi người có những cái thắc mắc cần được giải đáp thì có thể để lại bình luận ở phía dưới. Thì trong những video sau thì sẽ cố gắng giải đáp hết những cái thắc mắc cho mọi người. Và nếu như quý khách hàng cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy cho Vi một like và đừng quên chia sẻ để mọi người cùng biết được. Và hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Vi nha. Video đến đây thì cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.